gốc là gốc vàng, nhưng mà vàng, ghép nhãn, nhãn miền vào. Nhưng mà nó phải ghép hai công đoạn thì mới được. À, thế cây nhãn, cây nhãn miền không ghép được cây vải được. Vâng. Phải ghép vào một giống nhãn khác nữa. Cái giống nhãn khác ghép vào cây vải thì nhận, nhưng riêng nhãn miền ghép cây vải không nhận. À, thế ghép. Là mình phải ghép thành hai giai đoạn. Ờ, hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là ghép một cái giống nhãn khác vào. Ờ, thì ghép trồng lên thì cái nhãn miền nó nhận. À. Chứ còn cái nhãn miền mà ghép vào ngay không bao giờ nhận. Thế như nhãn mà ghép vào gốc vải này thì chú thấy là nó có hơn cái điểm gì không? Nó nhìn chung là không bằng cây không, không phải là quả thì có thể to hơn. Quả to hơn nhưng cái màu da nó lại kiểu nó ra cái màu xanh xanh, không vàng được. Đây là vẫn là nhãn miền như những cây kia đúng không? Ừ đấy, vẫn là. Nhưng mà mã khác hẳn. À đây không. Cái này cây nhãn Hương Chi. Cái này Hương Chi ghép Hương Chi vào đây. Ấy chứ, đây này. Hương Chi à? Đây giống Hương Chi. Đây, cây này, đây cây này mới là quả của nó. Trên còn cái cây kia đấy, đầu tiên ghép Hương Chi xong rồi nó ghép trồng lên. Quả to hơn hẳn chứ nhỉ? Em nhìn cho em đang ngó cành kia quả giá. Giá hết mất rồi. Quả to như cái mã nó vẫn như xanh xanh, không vàng nữa. Nhưng mà cái chất lượng cái vị của nó thì là như nào nhỉ? Nó hơi khác một chút, nó cảm giác mình ăn nó hơi nhạt hơn. Hơi nhạt hơn một tí. Cái vị của nó hơi